Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng máy hàng tích đến từ thương hiệu Hero ha. Tích Hero, mã sản phẩm là Hero F-20B ha anh chị ha. Con này thì sử dụng inverter, hàng tích thường ha, không hàng được cho nhôm ha. Đấy, thì thân máy thì rất là đẹp rồi. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ về cái phụ kiện ha, phụ tùng đi kèm với máy, bao gồm như là một nón hàng nè, một bao tay hàng này ha anh chị ha. Đấy, một nón hàng, một bao tay hàng. Rồi tiếp theo đó thì một cái đồng hồ ạc công ha, một cái đồng hồ ạc công đi kèm với máy này ha. Rồi, và một bộ dây súng tích đây, bộ dây này dài khoảng 8m ha anh chị ha. Dây súng tích đây, hàng chuẩn 100% của Đài Loan ha. Đây, bộ dây súng tích hàng chuẩn 100% Đài Loan đó, rất là đẹp luôn, rất là chắc chắn. Rồi tiếp theo đó thì sẽ có kẹp mát đi theo này ha. Kẹp mát thì cái đuôi chấu của hàng Đài Loan thì nó sẽ khác hàng Hàn Quốc hay là Trung Quốc ha, khác hoàn toàn ha. Đây nó sẽ dùng đầu đực đầu cái ha. Rồi tiếp theo đó là một cái sợi dây dẫn khí ha, dây dẫn khí. Đấy, dây dẫn khí vào. Rồi có gắn bấm cốt cho chúng ta sẵn hết rồi đó, chỉ cần mua về và sử dụng thôi anh chị ha. Rồi tiếp theo thì mình để trưng bày nó rất là nhiều máy ở đằng sau ha. Đây, hai ba máy mình có để đằng sau. Thì hàng này thì bên mình mới vừa về và cập bến và giao cho khách liền luôn ha. Đó, hàng này đang cháy hàng. Và bên cạnh đó thì bây giờ mình đã về và đã đáp ứng đầy đủ các số lượng cho khách hàng rồi. Phụ kiện kèm theo như nữa đây là một cái bộ phận gọi là sứ ha, sứ kẹp kim ha, phụ tùng hàng. Đó, kẹp kim hàng, kim hàng đầy đủ ha, đuôi dài đầy đủ, được bọc bì ha, bọc này ha. Rồi thì tới với nhân vật chính của chúng ta thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cái cách sử dụng ha, cách sử dụng. Tại vì cái dòng này đang hiện tại là đó, rất là đẹp luôn, mẫu mã rất là đẹp, hàng rất là chất lượng ha, rất là chất lượng luôn. Thì con này thì sử dụng tối đa là 20A ha anh chị ha, tối đa là 200A chứ, 200A. Thì đầu tiên như anh chị thấy thì có rất là nhiều nút, thì con này sử dụng cơ ha, sử dụng toàn là nút cơ thôi. Đầu tiên nút này thì nó sẽ là gọi là nút điều chỉnh. Đây, điều chỉnh chế độ hàng 2T 4T, ở trên là 2T ha. Đây là tắt, ở chính giữa là tắt nè, dưới là 4T ha anh chị ha. Hàng lặp đi lặp lại ha anh chị, hàng lặp đi lặp lại. Bên cạnh bên này thì nó sẽ có cái nút chúng ta điều chỉnh hàng quen và hàng tích. Ở phía trên thì bật lên thì sẽ hàng quen, tắt đi là chính giữa nè, rồi xuống là hàng tích nè, tích thường này ha. Bên cạnh đây là mình điều chỉnh nút xung. Xung này thì mình điều chỉnh cái nút xung cao nè, xung vừa nè, xung thấp nè, có 3 mắt ha, 3 nấc. Phía dưới thì nó sẽ có 4 cái nút điều chỉnh gọi là AMP đầu ha, AMP đầu. Và AMP chính đây mình sẽ điều chỉnh trên này ha. Mình sẽ điều chỉnh dòng hàng trên này. Đấy, điều chỉnh dòng hàng từ 5 cho tới 200A đây ha anh chị ha, từ 5 cho tới 200A. Rồi hiển thị rất là rõ ràng luôn. Và máy thì đi kèm với máy sẽ có catalog và hướng dẫn cho anh chị rất là cụ thể luôn ha. Rồi bên cạnh phần đó thì cái nút này thì nút điều chỉnh dòng hàng character, gọi là dòng hàng 2T 4T ha. Đó, hàng điểm rồi ha. Để nút này là điều chỉnh ha anh chị ha. Rồi tiếp theo đó thì cái nút điều chỉnh tiếp theo là cái nút này nó sẽ điều chỉnh khí trẻ ha, giúp cho mối hàng của chúng ta không bị oxy hóa khi sử dụng khi hàng xong ha. Đây, rất là quan trọng đây ha. Thì con này là hàng rất là chất lượng rồi, hàng của Đài Loan đấy, Hero. Mẫu này thì rất đang cháy hàng trên thị trường anh chị ha. Rồi tiếp theo đó thì cái nút này thì cái nút điều chỉnh gọi là nút nguồn ha, on off thôi, nút nguồn. Rồi dây tín hiệu gắn những này ha, cái tín hiệu công tắc đây, dây tín hiệu đây ha, gắn bộ phận này. Phía dưới này mình sẽ gắn cái bộ phận đây, dấu trừ thì mình sẽ gắn cái bộ phận súng hàng tích ha anh chị ha, súng hàng tích. Và dấu cộng mình sẽ gắn kẹp mát ha anh chị. Và đây là đường dẫn khí vào, dẫn khí ra đây, dẫn khí đây. Rồi thì nếu các anh chị mà muốn sử dụng cái hàng que á, thì mình lưu ý mình sẽ đổi cực nó lại ha. Cái cực của hàng tích thì mình sẽ đổi ngược lại, như là bên đây gắn súng hàng tích nè, bên đây gắn kẹp mát thì mình sẽ đổi lại, bên đây sẽ gắn kẹp
quầy hàng và bên đây sẽ gắn kịp mát cho anh chị ha, nhớ lưu ý về vấn đề này. Rồi kia trên nữa thì nó sẽ có cái bộ phận đèn báo hiệu ha, đèn báo tín hiệu. Thì đây là đèn báo thường, đây là đèn báo cảnh báo ha. Rồi thì bên cạnh đó thì máy rất là đẹp đấy, máy mới chầm chầm anh chị ha, nhật hàng chính hãng chầm chầm tại Đài Loan luôn nha. Rồi đây nó sử dụng được hai nguồn ha, nguồn 110 và 220. Rồi thì ở nước mình thì mình sử dụng điện 220 thôi anh chị ha, không sử dụng 210. Rồi phía sau phần máy thì như anh chị thấy thì đây là cái bộ phận quạt tản nhiệt rất là to ha, rất là khủng ha, để mới sử dụng được con này. Rồi nếu mà chu kỳ làm việc của nó mà hàng được 200 ampe tối đa thì chu kỳ làm việc nó lên tới 40% ha, làm xuyên suốt á nha anh chị ha. Nếu mà chúng ta làm không xuyên suốt thì sử dụng khoảng 150 ampe thì nó sẽ đạt tới được 80-90% ha. Đó, máy thì rất là xịn luôn, hàng chính hãng. Con này thì trọng lượng 12 kg. Đây là cái thông số của máy ha, được in ở phía sau phần máy này đó. Đó, dòng điện thì 1.75 kVA ha. Đấy, số series máy này. Đó, máy thì được thiết kế, được gia công rất tỉ mỉ, ốc nữa ha. Lớp vỏ thì như anh chị thấy thì rất là chắc chắn luôn. Và sơn cái lớp cách điện ha, rất là an toàn. Phía dưới thì sẽ có cái đường ống dẫn khí vào ha, rất là đẹp, máy rất đẹp luôn. Dây nguồn đây, như anh chị thấy thì dây nguồn rất là to. Những cái máy này thì dây sử dụng điện 220 thôi mà dây nguồn nó to bằng những cái sợi dây mà sử dụng máy mà 380 ha, điện 3 pha ha. Nói chung là dây điện gần bằng cái dây nguồn 3 pha, rất là chất lượng luôn. Đây. Rất là chất lượng luôn, rất là đẹp. Máy mẫu mã thì rất là đẹp ha, mẫu mới ha. Đó. Rồi, các anh chị xem sơ qua ha. Thì đó, nếu mà anh chị muốn biết thêm chi tiết về hướng dẫn sử dụng máy này thì hãy liên hệ số điện thoại hoặc truy cập đường link website ha, để sẽ có cái bạn nhân viên bán hàng sẽ tư vấn cho mình và có kỹ thuật sẽ tư vấn cái cách sử dụng cho mình ha. Và bộ phận báo giá thì sẽ có nhân viên bán hàng ha, nhân viên kinh doanh sẽ liên hệ với mình, thì mình cứ để số điện thoại lại thôi, thì anh chị cứ để lại thôi rồi bên em sẽ tư vấn ha. Rồi, cảm ơn anh chị và các bạn đã xem hết video lần này của mình. Nếu anh chị thấy video này hay, hãy để lại cho mình một like, một subscribe để có động lực review những cái dòng máy hàng khủng và đẹp và chất lượng cho anh chị ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video lần sau.